Thưa quý vị, hợp tác đa chiều thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Tây Ninh là chủ đề của chương trình tọa đàm do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh kết hợp với Hội Nông dân, Hiệp hội Doanh nghiệp Tây Ninh và Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong tổ chức diễn ra vào chiều ngày 15 tháng 6 năm 2024 tại tỉnh Tây Ninh. Tham dự có ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và các hộ nông dân tiêu biểu của tỉnh Tây Ninh. Nhiều nội dung được chia sẻ thảo luận tại buổi tọa đàm nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ nông dân có thêm giải pháp và tiếp cận nhanh chóng với các phương pháp triển khai nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh. Ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh, giới thiệu lợi thế và xu hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Tây Ninh, nhấn mạnh 7 chính sách hỗ trợ nông nghiệp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực nông nghiệp, nông dân tăng giá trị nông sản, tiếp cận thị trường quốc tế chuyên nghiệp bài bản hơn. Đã có những nhà đầu tư chiến lược lớn đang có mặt ở Tây Ninh, ví dụ như là chuỗi tập đoàn The Hertz của Hùng Nhơn, chuỗi 3F, chuỗi của Vinamilk, chuỗi của CP, vân vân, đều là những ông lớn trong ngành đang có mặt và đang phát triển ở tỉnh Tây Ninh. Với những cái thế mạnh này thì chúng tôi cũng mong muốn rằng chúng ta sẽ có được cái phát triển thật tốt trong giai đoạn tới, và đặc biệt là làm sao từ những cái chuỗi lớn này, từ những doanh nghiệp lớn này chúng ta liên kết được đối với những công ty nhỏ, những hợp tác xã và cuối cùng đến được từ hộ dân. Chúng ta lan tỏa cái giá trị, chia sẻ cái giá trị, đồng thời nó tạo ra sự bền vững cho cái nền nông nghiệp. Trong phần trao đổi sôi nổi của phiên tọa đàm thứ hai về hợp tác đa chiều thúc đẩy nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Tây Ninh, diễn giả và các khách mời đã chia sẻ phương pháp, kinh nghiệm để triển khai mô hình nuôi trồng hiện đại một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng quan tâm đến những vật liệu bền, an toàn với nguồn nước và hệ sinh thái để ổn định sản xuất cũng như vượt qua những quy định khắt khe về nông sản xuất khẩu của các nước tiên tiến.